Thưa thầy, trong khi trao đổi với một người bạn về giới thứ nhất không sát sanh, thì con cho rằng mạng sống giữa con người và con vật, dù nhỏ nhất như con trùng hay con châu chấu, cũng đều có mạng sống như nhau, cần phải được bảo vệ và tôn trọng. Nếu giết hại chúng thì cũng phạm tội sát sanh như là giết con người. Hay ngược lại, nếu cứu mạng sống chúng thì cũng như cứu mạng sống con người. Bởi vì mỗi loài đều có tánh giác bình đẳng như nhau. Còn bạn con không đồng ý và cho rằng mạng sống của con người quan trọng hơn, nên cần phải được tôn trọng và bảo vệ hơn loài vật. Lý lẽ giữa con và bạn của con, ai đúng ai sai? Cả hai đều đúng, nhưng đúng chỉ ở một phương diện mà thôi. Bởi vì theo con đứng trên lập trường từ bi và lý tánh để quyết định. Còn bạn của con thì đứng trên lập trường giá trị của mạng sống mà so sánh quyết định. Về phương diện từ bi thì điều con nêu ra rất hữu lý. Bởi vì người Phật tử phải luôn luôn nuôi dưỡng lòng từ bi với muôn loài. Vì mọi sinh vật đều có mạng sống và chúng muốn được tự do sinh tồn. Hễ mình biết quý trọng thân mạng của mình thì kẻ khác hay loài khác cũng đều biết quý trọng thân mạng. Phước đức làm sai trái, biết phục thiền, sám hối và có tâm hướng thượng, thăng tiến đến quả vị cao tột giải thoát như chư Phật, chư Bồ Tát chẳng hạn. Ngoài ra, con người còn có khả năng tư duy và một trí nhớ rất siêu đẳng. Tóm lại, những yếu tố khả năng trí thức đó, các loài động vật khác làm gì có được. Về phước báo, loài người có thân tướng thắng diệu, đẹp đẽ hơn loài vật nhiều. Về cách sống, loài người có văn minh. Về giá trị mạng sống, không cần phải biện minh, ai cũng biết giá trị mạng sống con người cao gấp trăm ngàn lần các loài động vật khác. Điều này chúng ta thử xét nghiệm vào đời sống thực tế qua một vài trường hợp thí dụ điển hình, chúng ta sẽ thấy rõ. Thí dụ trong nhà của con, một hôm con của con bị đau sắp chết. Có thầy thuốc nói bệnh này muốn trị hết, cần phải có một loại thuốc quý trị giá khoảng 20.000 Úc Kim mới có thể trị được. Nghe như thế, vì muốn cứu sống sanh mạng con của con, chắc hẳn là con sẽ sẵn sàng dù phải vay nợ để có được số tiền đó trị liệu. Miễn sao con của con lành mạnh thì bất cứ giá nào con cũng không từ nan, đúng không? Đồng thời, trong khi đó, nhà của con cũng có con chó bệnh sắp chết, và thầy thuốc cũng nói y như thế. Con có chạy kiếm đủ số tiền đó để chữa trị cho con chó hay không? Hay là con chỉ cho uống thuốc qua loa, rồi cũng tùy theo nghiệp của nó mà phải chịu? Thưa thầy, con thường thấy lúc cúng vong có ba chén cơm để ngang nhau. Chén cơm chính giữa thì để một đôi đũa, còn hai chén cơm hai bên thì chỉ để có hai chiếc đũa. Điều này có ý nghĩa gì thưa thầy? Khi cúng, để ba chén cơm, một chén chính giữa phải đầy cơm và hai chén hai bên thì lưng. Chén cơm và đôi đũa ở giữa là để cúng cho hương linh mới chết, còn hai chén và hai chiếc đũa hai bên là để cúng cho hai bên vai giác, tức là tả mạng thần quan và hữu mạng thần quan. Thường là để cúng 3 chén, 6 chén hoặc 9 chén, chớ để 5 chén là sai. Lý do để 2 chiếc đũa hai bên, ý nói rằng ma cụ
thường ăn hiếp ma mới, nên chỉ để một chiếc mà không để nguyên đôi. Nếu để nguyên đôi thì hương linh mới chết khó có thể ăn được trọn vẹn, mà bị các cô hồn giành giật ăn hết. Cách thức cúng cơm như thế không phải là nghi thức của Phật giáo, mà là theo tục lệ tín ngưỡng nhân gian xưa, nay làm theo mà thôi. Đạo Phật là đạo giác ngộ, mọi sự mê tín không bao giờ đạo Phật chấp nhận. Thế thì con xin hỏi, tại sao chúng con thấy rải rác trong các kinh lại có nêu ra các vị thần như thiên thần, lâm thần, thọ thần, quỷ thần, vân vân? Điều này có ý nghĩa gì? Có phải Phật giáo cũng tin có quỷ thần mơ hồ hay không? Và có phải Phật giáo cũng tin tưởng vào đa thần giáo không? Tất cả đều tùy theo căn thức và nghiệp cảm mà có ra vô số sai khác. Như thế thì không có một chúng sanh nào cai quản chúng sanh nào, ngoại trừ sự hổ tương sinh thành theo luật nhân duyên nhân quả. Do đó Đức Phật không bao giờ khuyên dạy bất cứ ai cầu xin nơi quỷ thần, vì quỷ thần vẫn còn là một chúng sanh, cũng vẫn đang chịu khổ như bao chúng sanh khác. Nếu như quỷ thần đó không biết hồi tâm chuyển ý, lo tu niệm. Tóm lại, theo giáo lý của Phật giáo, Phật giáo có nói đến các loại quỷ thần như là một chúng sanh bị nghiệp cảm thọ báo, mang hình hài nghiệp thức trong loại đó. Hơn thế nữa, Đức Phật chưa bao giờ khuyên đệ tử của Ngài tin tưởng vào thần quyền, và cũng không bao giờ chấp nhận cho đệ tử của Ngài cúng bái, cầu khấn, van xin điều này việc nọ với quỷ thần. Nếu là đệ tử của Phật đã quy y theo Phật giáo, thì trong ba điều quy y có một điều Phật răn cấm là không được quy y với thiên thần, quỷ vật. Ngay cả chư thiên, người Phật tử cũng không được nương tựa. Lý do tại sao? Vì các vị trời cũng vẫn là một chúng sanh. Nói rõ hơn, họ với ta sánh vế thì ngang nhau, vì ta cùng họ đều là đệ tử của Đức Phật. Tất nhiên là huynh đệ với nhau, chẳng qua là họ hơn ta thọ dụng phước báo nhiều hơn mà thôi.